chào tất cả các em học sinh khối 10 trường trung học phổ thông Thủy Hiền. Cô xin tự giới thiệu cô là cô Hường. Hôm nay thì cô rất là vui được gặp các em trong một tiết học nói về một ngành công nghiệp, về những ngành công nghiệp rất là quen thuộc với đời sống của chúng ta hàng ngày. Và chúng ta sẽ đi tới bài học, đó là bài 32, địa lý các ngành công nghiệp. Các em thấy không, trên trước mặt cô là một cây viết. Cây viết này được làm từ nhựa. Cô cũng có nhận một sản phẩm rất là quen thuộc mà hàng ngày chúng ta thường uống nước, đó là ly thủy tinh. Vậy thì đây là những sản phẩm của ngành công nghiệp này. Thì bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài học. Để đi vào được bài học thì các em hãy chuẩn bị cho cô. Thứ nhất, các em hãy dở sách giáo khoa địa lý bài 32 tiết 2 ra. Thứ hai là các em sẽ lấy tập viết bài. Thứ ba, các em hãy lấy một tờ giấy đôi để làm những bài tập mà cô sẽ giao cho các em. Và sau khi các em hoàn thành xong bài tập này thì khi đi học trở lại các em sẽ có nhiệm vụ đó là nộp hồ sơ giáo viên chấm điểm. Và trên màn hình của cô, nếu các em nhìn thấy những biểu tượng như thế này, biểu tượng có một anh chàng rất là đẹp trai đúng không nhỉ? Anh ấy nói là bạn ơi hãy đi bài, thì chúng ta hãy nhanh chóng đi bài vào trong tập. Giờ cô phải là 3 yêu cầu như vậy, các em hãy thực hiện ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay của chúng ta có 3 nội dung chính. Ngành công nghiệp thứ nhất mà chúng ta cùng đi tìm hiểu đó là ngành công nghiệp điện tử tin học. Các em nhìn thấy sản phẩm này rất là quen thuộc đúng không nào? Và cô đang dùng nó để dạy cho các em đó. Đó chính là một chiếc máy tính. Đây là một sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử tin học. Sản phẩm thứ hai, ngành công nghiệp thứ hai cô trò chúng ta cùng tìm hiểu đó là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Các em nhìn thấy những sản phẩm thật quen thuộc đúng không nào? Trong đời sống hàng ngày ở nhà các em này, giày dép này, quần áo này, và các cái đồ nhựa như cô đã thấy được ở hình số 1. Rồi các cái đồ sành sứ như là chén này, chén này, sành sứ đúng không nhỉ? Hoặc là cái ly đây, cái ly thủy tinh. Thì đây chính là những sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Ngành công nghiệp thứ ba, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Ngành công nghiệp này thì ở dưới căng tin chúng ta gặp rất là nhiều đúng không nào? Ví dụ như hộp sữa các em thường uống này, hoặc là bánh mì này, hoặc là nước mắm này, thì đây chính là những sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Vậy thì những ngành này đang phát triển trên thế giới và có những đặc điểm như thế nào, vai trò của chúng ta sao, thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài học ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của cô muốn gửi tới các em đó là để học bài qua internet với cô thì các em có thể sử dụng những phương tiện nào? Em suy nghĩ dùm cô, các bạn học bài qua internet với cô thì các em có thể sử dụng những phương tiện nào nhỉ? Các bạn thử suy nghĩ dùm cô thôi. Chắc chắn là các con đã suy nghĩ được ra rất nhiều những sản phẩm đúng không? Và cô tin chắc là chúng ta đang suy nghĩ đúng. Sản phẩm duy nhất mà các bạn chắc chắn ai cũng có để học bài với cô qua internet đó là một chiếc điện thoại. Và đây là chiếc điện thoại iPhone 12 hiện đại nhất hiện nay đúng không? Cái thứ hai, để học bài thì chúng ta cũng có thể sử dụng máy tính, và để giảng bài cho các bạn thì cô cũng đang sử dụng chiếc máy tính. Và đây là một cái máy tính mà hiện nay nó cũng dạng hiện đại hiện đại nhất năm 2019 nha. Rồi sản phẩm thứ ba, cũng các bạn cũng có thể sử dụng TV. Hiện nay thì em thấy TV thông minh đúng không? Chúng ta cũng có thể sử dụng để học bài qua internet cùng cô. Một sản phẩm thứ tư, chúng ta có thể truyền bài qua lại với nhau khi chúng ta có sản phẩm này, đó là máy khách. Như vậy trên màn hình của cô hiện nay đang hiện lên 4 sản phẩm. Vậy thì theo các em, 4 sản phẩm này thuộc ngành công nghiệp nào vậy? Thuộc ngành công nghiệp nào nhỉ? Chúng ta thử suy nghĩ được câu tới. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời. Rồi, những sản phẩm đó chính là ngành công nghiệp điện tử tin học. Và các em nhìn thấy cái biểu tượng trên bài ha, thì chúng ta sẽ đi đến phần hai là mã công nghiệp điện tử tin học này là tập nha. Rồi vậy thì công nghiệp điện tử tin học bao gồm những phân ngành nào, những phân ngành nào thì tụi con sẽ cùng tìm hiểu với cô gồm những phân ngành sau. Thứ nhất là cái máy tính mà cô đang sử dụng để học cho các em đây. Thì đây chính là một phân ngành thứ nhất của ngành công nghiệp điện tử tin học. Ngành thứ hai, phân ngành thứ hai đó là thiết bị điện tử. Đây là những linh kiện cũng như những cái chip trong các cái máy tính này, trong các điện thoại, thì phân ngành này được gọi là thiết bị điện tử.
hình ảnh thứ ba rất quen thuộc, nhà nào cũng có đó nha, đó là điện tử tiêu dùng, đó là TV, một sản phẩm rất tiêu biểu của điện tử tiêu dùng đó là TV. TV này, máy đài radio này thì thuộc điện tử tiêu dùng. Ngành công nghiệp thứ phần ngành thứ tư của điện tử tin học rất quen thuộc nữa, đó là chiếc điện thoại hàng ngày chúng ta sử dụng, vậy thì đó sẽ thuộc ngành thiết bị viễn thông. Như vậy chị còn nhớ đường câu này, chúng ta thấy là ngành công nghiệp điện tử có bốn phân ngành. Phân ngành số 1 rất là quen thuộc, đó là cái máy tính của cô đang sử dụng để dạy cho các em. Phân ngành thứ 2 quen thuộc tinh vi hàng ngày đầu tiên, đó là điện tử tiêu dùng. Phân ngành thứ 3 điện thoại mình đang dùng, đó là thiết bị viễn thông. Và phân ngành thứ 4 đó là những cái linh kiện, chính là trong các máy tính trong điện thoại thì người ta gọi đó là thiết bị điện tử. Giờ như vậy là chúng ta đang có 4 phân ngành. Chị con ghi 4 phân ngành này vào trong tập. Nếu trong quá trình chị con học mà chị con ghi không có kịp thì chị con chụp màn hình lại. Sau đó chúng ta sẽ đi lại bài. Rồi, chúng ta có thể chụp màn hình này. Rồi, như vậy là cô đã kết thúc 4 phân ngành của công nghiệp điện tử tin học. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu với bài tập thứ nhất. Bài tập này tụi con làm ra tờ giấy đôi giùm cô. Tụi con sẽ ghi là bài tập số 1. Bài tập của cô như sau: hãy sắp xếp các sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử sinh học đúng với các phân ngành trên. Đúng với các phân ngành mà trên máy tính cô đang có 4 phân ngành. Thì nhiệm vụ của tụi con đó là sắp xếp các sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử sinh học này vào từng phân ngành này. Mà bài tập này rất là dễ, được không nào? Tụi con hãy chụp màn hình ạ. Và đây là bài tập số 1. Tụi con làm ra đến đâu, sau đó tụi con nộp cho các thầy cô làm dạy tụi con, tụi con sẽ có điểm nha. Rồi, tụi con hãy làm bài tập này nhé. Như vậy thì vừa rồi cô trò chúng ta đã cùng đi tìm hiểu 4 phân ngành của công nghiệp điện tử tin học. Vậy thì ngành công nghiệp điện tử tin học có vai trò gì đối với đời sống của chúng ta? Thì chúng ta hãy tìm hiểu về phần hai nhỏ trong công nghiệp điện tử tin học, đó là vai trò. Em phần này các em cũng ghi bài rồi ha. Công nghiệp điện tử tin học được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia. Hiện nay hầu hết các nước kinh tế phát triển đều coi công nghiệp điện tử tin học là một ngành công nghiệp mũi nhọn. Và ở các nước đang phát triển như Việt Nam thì công nghiệp điện tử tin học cũng là mục tiêu mà chúng ta đang tiến tới phát triển những ngành công nghiệp hiện đại, trong đó điện tử tin học là mũi nhọn. Được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của một quốc gia. Có nghĩa là gì? Khi mà ở quốc gia nào có ngành công nghiệp điện tử tin học phát triển thì chứng tỏ rằng ở nước đó cái trình độ khoa học kỹ thuật của quốc gia đó rất là phát triển, đúng không? Bởi vì chỉ có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển thì mới có thể tạo ra được những sản phẩm của công nghiệp điện tử tin học, như là máy tính, như là điện thoại, đúng không? Như là TV. Và hiện nay các em thấy ở các nước đang phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc là các nước trong khu vực châu Âu thì các em thấy đây là những cái quốc gia mà sản xuất được các cái sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử tin học nhiều nhất trên thế giới. Và chứng tỏ rằng ở các quốc gia này trình độ kinh tế kỹ thuật của quốc gia này rất là phát triển, đúng không? Thì đây là hai vai trò của ngành công nghiệp điện tử tin học với cái ngành kinh tế của một quốc gia. Rồi các em đi vào đây trong tập nhé. Rồi vậy thì đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử tin học cần gì vậy chị con nhỉ? Cần gì nhỉ? Có thể ví dụ như bây giờ chúng ta có công ty điện thoại Samsung chẳng hạn đang được đặt tại Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh của Việt Nam. Như vậy để cái công ty điện thoại Samsung này hoạt động thì chúng ta thấy nó cần những đặc điểm gì? Thứ nhất, để sản xuất ra được một chiếc điện thoại thì chắc chắn rằng em thấy con người chúng ta phải có một trình độ rất là cao, đúng không? Phải có một lao động có trình độ rất là cao. Thứ hai là nó là một ngành trẻ, trẻ bởi vì nó mới phát triển gần đây, đúng không? Rồi, như vậy là đòi hỏi nguồn lao động có trình độ cao và đây được coi là một ngành trẻ trên thế giới. Thứ ba là các em thấy là cái ngành sản xuất ra điện thoại hay máy tính, ngành công nghiệp điện tử tin học nói chung thì rất là ít gây ô nhiễm môi trường, nó khác so với than và dầu khí mà hôm trước chúng ta học. Than và dầu khí là hôm trước chúng ta học thì gây ô nhiễm môi trường không khí rất là nhiều, còn công nghiệp điện tử tin học phần lớn là nó ít gây ô nhiễm môi trường. Và đặc điểm cuối cùng đó là nó không tiêu thụ nhiều kim loại điện và nước. Ví dụ như một chiếc máy tính, một chiếc điện thoại thì các em hình dung ra rằng nó sử dụng rất ít kim loại, đúng không? Điện và nước. Thì đây là bốn đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử tin học. Các con hãy ghi bốn đặc điểm này vào nha. Nếu các con không kịp ghi thì các con có thể chụp màn hình và sau đó chúng ta ghi lại bài cho tốt hơn.
đang tính là muốn đặt để ngành công nghiệp điện tử trên thế giới. Vậy thì phân bố hiện nay ngành công nghiệp điện tử sinh học phát triển ở những quốc gia nào, tụi con thể đoán không? Câu trả lời này tụi con thể đoán ra nó đang phát triển ở những quốc gia nào? Tụi con biết đất nước nào ở đây không nhỉ? Chắc chắn trong đầu chúng ta ai cũng biết cũng nhận một đất nước là nằm ở khu vực châu Á. Đất nước này có ngành công nghiệp điện tử sinh học vô cùng phát triển. Và đây, một khu vực này, tụi con có đoán ra là một khu vực nào không? Rồi, và đây, nước này thì chắc chắn là tụi con cũng biết, ai cũng biết. Rồi, vậy thì ba quốc gia, ba khu vực có ngành công nghiệp điện tử sinh học phát triển trên thế giới đó nha. Rồi, tụi con nhìn thấy chưa? Lá cờ này đây chính là đất nước Nhật Bản, đúng nhỉ? Là một nước kinh tế phát triển thứ ba trên thế giới. Nước có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới cũng là nước mà có trình độ khoa học kỹ thuật rất phát triển trên thế giới, đó là Hoa Kỳ. Thì tên là Hoa Kỳ. Và khu vực chúng ta đó là khu vực EU, Liên minh châu Âu EU là khu vực mà những người công nghiệp điện tử sinh học cũng vô cùng phát triển, như là Anh, Pháp, Đức, đúng nhỉ? Đó. Như vậy các em nhớ từng câu nào, cái ngành công nghiệp điện tử sinh học hiện nay phát triển mạnh nhất ở ba khu vực, đó là khu vực Hoa Kỳ, nước Hoa Kỳ, thứ hai là khu vực EU và thứ ba là nước Nhật Bản, là nước cũng nước kinh tế. Tiếp theo, food and hãy kể câu 10 sản phẩm của ngành công nghiệp tại Na ở em có 10 sản phẩm của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của thành nhóm có rất là dễ cô nhãn hiệu cô ra lấy là sản phẩm nặng hơn. Và chúng ta sẽ đi tiếp tục tới ngành công nghiệp thứ hai rất quen thuộc với đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Phân ngành của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cho em sẽ ghi vào trong tập ha. Phân ngành thứ nhất đó là ngành công nghiệp dệt may rất quen thuộc. Phân ngành thứ hai da giày. Phân ngành thứ ba đó là nhựa. Và phân ngành thứ tư đó là thành khí thủy tinh. Các em hãy quan sát những hình ảnh sau. Hình ảnh này rất quen thuộc đúng không nào? Đây là quần áo trang phục rất là đẹp của trường chúng ta. Trang phục này thì các em đang sử dụng sản phẩm của ngành công nghiệp dệt may. Đây cũng rất là đẹp chúng ta đang sử dụng. Đây là sản phẩm của công nghiệp da giày. Và như đầu lúc cô nói đó là những cái viết làm bằng nhựa này thì đây chính là phân ngành thứ ba của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, đó là nhựa. Phân ngành thứ tư đó là thành sứ thủy tinh. Đây là một hình ảnh ví dụ như các cái tô chén ở nhà chúng ta hay dùng để nấu mì chẳng hạn. Đây thì đây được thành sứ thủy tinh hoặc bóng điện, bóng đèn mà trên trường chúng ta học á, thì đấy cũng là sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thuộc phân ngành thành sứ thủy tinh. Như vậy các em đi bốn phân ngành này ở trong tập ha. Vậy thì công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có đặc biệt thì các em hãy quan sát những hình ảnh sau. Các em thấy đây là một xí nghiệp dệt may. Các em thấy là trong xí nghiệp này thì nguồn lao động rất là nhiều. Như vậy đặc điểm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có nguồn lao động nhiều dài. Thứ hai, sản phẩm làm ra rất là lớn nên ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đòi hỏi cần có một thị trường tiêu thụ rộng lớn. Thứ ba, ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng sử dụng rất nhiều những nguyên liệu để sản xuất. Như vậy cái đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đó là phát triển dựa vào ba cái. Thứ nhất, nguồn lao động dồi dào. Thứ hai, thị trường tiêu thụ rộng. Và thứ ba, một nguồn nguyên liệu lớn. Và trong bốn phân ngành của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thì ngành nào sẽ là ngành chủ đạo nhất? Thì em quan sát thấy ngành mà chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh đây chính là ngành công nghiệp chủ đạo nhất của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, đó là ngành công nghiệp dệt may. Dệt may được coi là ngành công nghiệp chủ đạo của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Và vai trò của ngành dệt may như thế thì đã mặc cho đang chú trọng và đáp ứng yêu cầu về may mặc cho trên 7 tỷ người trên thế giới. Và các em quan sát thì các em ở nhà xí nghiệp dệt may này thì nguồn nhân công thức như vậy là ngành công nghiệp dệt may đang có vai trò người lao động. Vậy thì những nước nào, những quốc gia nào sẽ là nước có ngành dệt may phát triển? Thì các em biết là những nước mà dân số như thế nào nhỉ? Dân số sẽ phải rất là đông thì tiêu thụ hàng hóa về dệt may sẽ rất nhiều. Vậy những quốc gia nào là những quốc gia dân số đông nhất trên thế giới thì nước đó sẽ là những nước mà ngành công nghiệp của mình phát triển. Đó là nước nào nhỉ?
nhất thế giới. Nước thứ hai là Ấn Độ, nước thứ ba là Hoa Kỳ. Và ba quốc gia này đồng thời cũng là ba quốc gia có ngành công nghiệp dệt may phát triển nhất trên thế giới. Như vậy là câu hỏi thứ tư cô và chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Bây giờ chúng tôi cho chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến ngành công nghiệp tiếp theo. Công nghiệp này cũng rất quen thuộc đối với đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là những sản phẩm công từ trồng trọt, ngành chăn nuôi và chế biến từ thủy hải sản. Và những điều đó như thế nào, cô và các em hãy quay các những hình thức tập. Xem hình ảnh này rất là quen thuộc trong căng tin của trường mình nhỉ, trong những bữa ăn hàng ngày của mình nhỉ, ví dụ như nước ngọt nhỉ, nước tấy đây những chế biến từ ngành trồng trọt. Sữa chúng ta uống hàng ngày, đây là sản phẩm của công nghiệp chế biến sản phẩm từ chăn nuôi. Nước mắm hoặc là cá hộp nhỉ, thì đây là công sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản. Như vậy thì ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm sẽ có ba phân ngành. Dựa vào cái nguồn nguyên liệu của nó, nó sẽ phân ra thành ba phân ngành. Phân ngành thứ nhất là chế biến sản phẩm trồng trọt, phân ngành thứ hai là chế biến sản phẩm chăn nuôi, và phân ngành thứ ba đó là chế biến sản phẩm thủy hải sản. Thì như vậy các em sẽ ba phân ngành của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm như trên màn hình tôi đang trình chiếu. Vậy thì vai trò của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực là như thế nào? Chúng ta cũng hình ảnh đây, thấy đây gạo ngon nhất trên thế giới, FP25, và các em biết loại gạo này ở đâu không? Loại gạo này được đánh giá là gạo ngon nhất thế giới năm 2020, và loại gạo này được sản xuất tại Sóc Trăng của Việt Nam. Đây là chúng ta thật là vinh dự, đúng không? Là được coi là nơi mà có gạo ngon nhất trên thế giới. Loại gạo này dao động từ 27 tới 30 ngàn ký tại Việt Nam. Sản phẩm thứ hai đó là mứt dừa sấy, mứt dừa sấy. Và hiện nay khi mà dịch Covid đang bùng phát tại Việt Nam mình, thì hàng ngày hàng giờ trong một năm vừa qua, các em thường xuyên nhìn thấy những sản phẩm nông nghiệp bị ứ động, giá thì rất là rẻ. Và hiện nay khi mà các tỉnh Bắc như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình ảnh hưởng bởi dịch Covid, thì các em thấy những sản phẩm nông nghiệp lại càng rẻ hơn. Như cà rốt hiện nay là 200 ngàn một ký, hoặc là cô dừa đồng bằng sông Cửu Long thường có giá 700 ngàn một ký, hoặc cà chua của khu vực phía Bắc chỉ có 1 ngàn một ký, nhưng không ai mua các bạn, không ai mua, thậm chí cho cũng không lấy. Như vậy thì quan đây các em thấy sản phẩm công nghiệp ứ động quá là nhiều, và chúng ta giá thì rất là rẻ, tiêu thụ không hết. Vậy thì cô muốn chúng ta hãy suy nghĩ một bài toán đặt ra, bài toán đặt ra cho chúng ta, để làm sao chúng ta hãy ghi lại và chúng ta hãy mở lại tập này cho cô. Bài tập được đặt ra như sau: nếu là người dân khi cà chua, dừa hoặc là quá nhiều sản phẩm nông nghiệp mà quá nhiều, em sẽ làm gì và làm bằng cách nào để nâng cao giá trị của sản phẩm? Em sẽ làm gì và làm bằng cách nào để nâng cao giá trị của sản phẩm lên? Tụi con sẽ suy nghĩ, cô tin rằng tụi con sẽ tìm ra câu trả lời thứ nhất. Và cô tụi con được để tụi con tìm ra.
Cô nói rồi, 200k. Khi qua thì chúng ta có thể trở thành giám đốc nhà máy, chúng ta có thể giám đốc của những nước nước đó, chúng ta có thể làm giám đốc sản xuất tin càng, đúng không? Và cô tin và cô hy vọng rằng thế hệ trẻ con, những doanh nhân trẻ, những thế hệ trẻ rất là thông minh, hoạt bát và có đầu óc kinh doanh sẽ nhận ra khi tụi con làm được điều này thì giá trị sản phẩm của Việt Nam sẽ tăng lên rất là nhiều và giúp cho đất nước ta phát triển rất là mạnh. Và cô hy vọng rằng trong một ngày hôm qua cô sẽ gặp những học sinh trường mầm non là những giám đốc như thế. Và cô hy vọng chúng ta hãy cứ học đi, cô tin rằng chúng ta được. À, như vậy thì cô đã vừa đi tới cái sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến sản phẩm. Và các em thấy từ đây thì các em thấy vai trò của ngành công nghiệp chế biến sản phẩm trong thực phẩm. Ai cũng biết đó là cái gì ạ? Cung cấp nguồn lương thực, đúng không? Hoặc là cung cấp nguồn thức ăn, thực phẩm hàng ngày cho đời sống của con người, đáp ứng nhu cầu về ăn và uống, đúng không ạ? Vai trò thứ hai, đây đều là những sản phẩm lấy từ ngành nông nghiệp. Như vậy nó sẽ có vai trò là đẩy ngành nông nghiệp phát triển rất là mạnh. Vai trò thứ ba, vì những sản phẩm này hiện nay chế biến ra, chúng ta có thể đem xuất khẩu hoặc chúng ta đem xuất khẩu những sản phẩm chưa qua chế biến, thì qua cái hoạt động này thì chúng ta sẽ tạo khả năng xuất khẩu, tích lũy vốn và cải thiện được đời sống nhân dân rất là nhiều khi có công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Các em hãy ghi phần vai trò của công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm vào bài viết. Đây là 10 nước top 10 công ty thực phẩm uy tín nhất năm 2018 tại Việt Nam. Công ty đầu tiên hàng ngày các em sử dụng đó là sữa Vinamilk. Đây là gọi là công ty uy tín nhất. Hoặc là sữa TH Premium, hoặc là sữa Nutifood, hoặc là các sản phẩm từ Nutifood của Việt Nam mình cũng được coi là những sản phẩm uy tín. Các em có thể tham khảo để khi chúng ta chọn lựa sản phẩm của công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thì chúng ta sẽ chọn lựa những sản phẩm mà nó uy tín trên thị trường. Bài tập 4, cô cũng đưa ra chúng ta một vấn đề. Nếu chúng ta hãy làm bài tập này bằng tâm thế cô. Nếu không có ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và nếu không có ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thì nó có ảnh hưởng gì tới đời sống của em hay không? Và cô nghĩ là phải là rất là dễ. Và khi chúng ta biết ra được thì chúng ta sẽ thấy được cái vai trò vô cùng quan trọng và vô cùng to lớn của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến thực phẩm tới đời sống của người dân. Tuy nhiên thì hai cái ngành công nghiệp này nó cũng gây ra những hệ lụy mà hiện nay đang nhìn thấy trên mặt đó là nó gây đấy chất thải của nó thải ra môi trường, nó làm gây ô nhiễm môi trường. Và hiện nay thì cái việc gây ô nhiễm môi trường của công nghiệp chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng vẫn đang diễn ra trên thế giới và Việt Nam mình cũng không nằm ngoài cái hạn chế này, thì chúng ta sẽ mong rằng là khắc phục được cái hạn chế của công nghiệp này trong việc xử lý và bảo vệ môi trường. Người Việt Nam yêu thích ẩm thực, nhưng nhiều khi để gọi nhiều đồ ăn hơn chúng ta cần. Bỏ nhiều đồ ăn hơn chúng ta nghĩ. Em gọi thêm đồ đi, chuẩn cho đẹp nào. Ok, em gọi chị chụp đĩa rồi nhá. Tất cả tạo nên một lượng thực phẩm lớn bị lãng phí. Trên thực tế, chúng ta ném vào thùng rác 1/3 lượng thực phẩm được sản xuất mỗi năm, tương đương với 5,75 triệu tấn thức ăn. Trong khi đó, hàng đêm vẫn có hơn 1 triệu người Việt Nam đi ngủ với chiếc bụng đói. Có tới 87% người được khảo sát thừa nhận rằng họ lãng phí trung bình 2 đĩa thức ăn trong một tuần. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có 165 triệu đĩa thức ăn bị bỏ đi khi dân số Việt Nam cán mốc 6,7 triệu người vào năm 2019. Mỗi ngày vào giờ đóng cửa, các nhà hàng buffet đều bỏ đi một lượng lớn cả thức ăn sống và chín. Chúng ta tưởng chừng lãng phí thức ăn chính là lãng phí tiền bạc, tuy nhiên đó chỉ là bề nổi. Phần chim của sự lãng phí là sức lao động, thời gian và tài nguyên thiên nhiên. Nếu không được tái chế,
thức ăn lãng phí sẽ đến thẳng khu vực tập kết rác thải và khi bị phân hủy, nó sẽ sản sinh ra khí gây hiệu ứng nhà kính và tác nhân của sự nóng lên toàn cầu. Trái đất cần những người anh hùng ăn không lãng phí. Thông tin chi tiết truy cập wastezerobehero.org. Chúng ta có gì rất là buồn đúng không ạ? Đó, thì qua video vừa rồi và qua những hình ảnh này, cô muốn gửi tới các em một thông điệp mà chúng ta hãy ăn vừa đủ nha. Gọi đồ ăn vừa đủ và chúng ta nên ăn hết những thực phẩm trên bàn ăn. Mình không nên bỏ đi, bởi vì khi mình bỏ đi thì nó gây ra rất nhiều những hệ lụy và chúng ta cảm thấy rất là buồn vì điều này. Và cô cũng có một câu hỏi, đó là bài tập số 5 cho các em. Các em qua video này và những hình ảnh trên thì em nắm bắt được những điều gì, và hãy nêu cho cô những hành động của bản thân em. Ví dụ như ở nhà thì em sẽ dùng phẩm đồ ăn như thế nào, hoặc ở trường thì em sẽ dùng đồ ăn phẩm như thế nào. Thì cô mong rằng chúng ta hãy viết ra để chúng ta viết ra và hành động đúng không, để chúng ta có thể làm được cái điều gì đó rất là tốt cho đời sống hàng ngày của mình và còn biết bao người đang nhờ đó chuyện thế giới. Như vậy thì cô đã kết thúc cái phần ba ngày công việc ở đây, và sau đây thì cô cũng có một số cái câu hỏi trắc nghiệm. Các em hãy làm lại và em lục em tiếp tục ghi đáp án vào giấy, và đó thì em sẽ lục lại cho giáo viên để cô chấm lại tất cả những bài tập mà cô đã làm cho các em. Hay làm độ phát thì kinh tế kỹ thuật của một quốc gia thế giới. Và nếu bạn nào có đáp án rồi thì chúng ta hãy ghi ngay vào tờ giấy của mình. Câu số 2. Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi A, B, C, D. Câu hỏi số 3. Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành. Nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành. A, B, C, D. Bài tập 6, em hãy kể tên mỗi sản phẩm ba nhãn hiệu nổi tiếng của ngành công nghiệp thực phẩm đang tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Ví dụ như rượu ở Việt Nam mình rượu nổi tiếng bia. Đây cô đã kể ra một cái là tin kèm cho các tin tiếp ba nhãn hiệu nước giải khát và sữa. Còn như là bài tập của mình, rồi sau đó sẽ học lại cho cô và các thầy cô đã dạy cho con để các thầy cô tiếng Việt ha. Rồi, như vậy bài học hôm nay chúng ta đã hoàn thành. Các em hãy hoàn thành bài tập ra giấy và nộp cho giáo viên chấm điểm, và các em hãy ghi vào 32 đầy đủ và tốt tập để sau này thì các thầy cô sẽ kiểm tra và chúng ta cũng lấy nội dung bài rồi làm một bài trong công ty giữa kỳ. Rồi, và cuối cùng thì cô chúc các em học sinh khối 10 của trường Trung học phổ thông Hồng Hà giỏi chuyên ngoan. Các thầy cô rất là yêu thương tụi con.